Tiền Giang truy tìm người phụ nữ bán vé số vào khu cách ly. Một phụ nữ bán vé số đã lẻn vào khu vực bệnh viện dã chiến, vào phòng cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 thì bị nhân viên y tế phát hiện. Khi đưa người này đi cách ly thì bà này bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 10 tháng 3, nhân viên y tế bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Tiền Giang đặt tại phòng khám đa khoa quân dân y thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát hiện bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 52 tuổi, quê quán phường 1, thị xã Gò Công, Tiền Giang, tạm trú tại nhà trọ ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, hành nghề bán vé số vào phòng cách ly điều trị bệnh nhân NTT, 34 tuổi, là công dân Việt Nam, nhập cảnh về từ Malaysia, đã có kết quả dương tính COVID-19. Nên đã báo cho lực lượng đang trực tại bệnh viện phối hợp đưa bà Thủy đi cách ly. Do bà Thủy không chịu đi cách ly, nên công an huyện Châu Thành đã cử 3 cán bộ đến trung tâm y tế huyện Châu Thành phối hợp với nhân viên y tế để canh giữ. Tuy nhiên, đến 0 giờ 26 phút ngày 11 tháng 3, bà Thủy đã bỏ trốn khỏi phòng cách ly. Qua trích xuất camera của nhà trọ nơi bà Thủy ở tại thành phố Mỹ Tho thì phát hiện bà này về phòng trọ và tiếp tục bỏ đi. Sáng ngày 12 tháng 3, bác sĩ Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cho biết, qua trích xuất camera trong phòng bệnh thì bà Thủy chỉ vào phòng chứ chưa tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân vì thời điểm đó bệnh nhân đang ở nhà vệ sinh. Bác sĩ Linh cũng cho biết thêm, phòng khám đa khoa quân dân y nên đặt bệnh viện dã chiến đã ngừng hoạt động khi tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Khi nào không tiếp nhận điều trị bệnh nhân thì phòng khám mới hoạt động lại. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tiền Giang, cơ quan chức năng đã bắt được bà Thủy ở thị xã Gò Công, Tiền Giang và đưa bà này vào khu cách ly. Hiện cơ quan chức năng cũng đang lấy mẫu xét nghiệm bà Thủy và truy vết những người có tiếp xúc gần với bà này để xử lý theo quy định. Một nguồn tin cho biết bà Thủy có tiền sự trộm cắp. Bản tin về tình hình dịch COVID-19 do Bộ Y tế phát đi lúc 6 giờ ngày 13 tháng 3 cho biết 12 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới nào, tổng số ca ở nước ta vẫn là 2.550 ca. Trong số này, có tổng cộng 1.592 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 899 ca. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số ca khỏi ở nước ta là 2.086 người. Nước ta cũng ghi nhận 35 ca tử vong, 4 ca tử vong sau khi âm tính từ 3 đến 4 lần với SARS-CoV-2. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 48 ca chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 48 ca lần 2 và 91 ca lần 3.